Thì ưu điểm lớn nhất của cái dòng gỗ rổi này so với cái dòng gỗ hương đá này, gỗ đỏ và gỗ gụ là cái giá thành của nó sẽ hợp lý hơn. Xin chào tất cả các bác. Thì hôm nay em Linh có một bộ cửa võng đục hàng Tứ Linh. Đấy, thì em Linh sẽ chia sẻ cho các bác về cái mẫu này. Đầu tiên thì các bác nhìn cho em này, với các cái sản phẩm Tứ Linh như thế này thì đa số là nó thường xuất hiện ở trong đình chùa này. Và hoặc đặc biệt là với cái sản phẩm này thì em làm cho gia đình bác khách, bác là trưởng của một dòng họ nhá. Thì bác đã ra nhà em Linh và trực tiếp đặt em Linh một cái bộ cửa võng Tứ Linh như thế này. Đấy. Thì hôm nay thì em chia sẻ cho các bác thì với cái mẫu này là em đục là Long Ly Quy Phượng, mẫu cửa võng ba cung các bác nhá. Thì với cái mẫu Tứ Linh như thế này thì ngoài ra nó còn cả một cái mẫu nữa là cái mẫu Cửu Long. Với cái mẫu đục ngày hôm nay thì em làm cho bác là bằng trên nền chất liệu gỗ rổi ta các bác nhá. Và được chạm khắc hoàn toàn là thủ công bằng tay. Đấy, các bác nhìn những cái đường nét của em Linh chạm cho bác thì từ những con rồng trầu mặt nguyệt và phía dưới này là cái lõng hoa này và chùm mai. Đấy các bác nhá. Đấy thì các bác nhìn cho em nhá. Thì toàn bộ các cái phần thân trên thì em sẽ là chạm hai con là rồng trầu mặt nguyệt. Còn cái phần phía dưới đuôi này là em sẽ đục là con phượng này, con ly và con rùa. Đấy các bác nhìn nhá. Thì toàn bộ các cái chất liệu ngày em làm là bằng chất liệu gỗ rổi. Và cái sản phẩm này thì được em Linh sẽ là sơn son thiếp vàng các bác nhá. Thì ưu điểm lớn nhất của cái dòng gỗ rổi này so với cái dòng gỗ hương đá này, gỗ đỏ và gỗ gụ là cái giá thành của nó sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên là với cái dòng gỗ hương đá và cái dòng gỗ đỏ thì khi mà sơn son thiếp vàng thì nó rất là phí. Cửa võng này thì em làm cho gia đình bác khách thì đa số các bác thường là sẽ là nhà có cột các bác. Nhà có cột các bác nhá. Nên là thường là các bác khi mà đo thì các bác nên đo cho em là từ mép cột bên này sang mép cột bên kia là bao nhiêu. Như cái bộ này thì em làm là dài 2m9 các bác. Dài 2m9, bụng là 67. Tuy nhiên là cái chiều cao thì mình sẽ phải cân đối theo cái chiều cao cột của gia đình. Với cái chiều cao của bác là cái chiều cao cột nó lên tới hơn 4m. Nên là cái tổng đuôi này của em làm cho bác là tổng đuôi là 1m97 các bác nhá. Đấy, thì với cái bộ cửa võng như thế này thì em Linh làm thường sẽ là hàng 5 phân. Hàng dày 5 phân và thân là em thân sẽ là ghép đôi. Thì cái sản phẩm này thì ngoài cái chất liệu gỗ rổi này thì các bác có thể lựa chọn với cái chất liệu gỗ hương đá, gỗ đỏ và gỗ gụ các bác nhá. Ngoài ra cả gỗ mita thì em cũng làm. Tuy nhiên là gỗ mita thì để mà ghép đôi như thế này thì nó hơi khó vì nó không có cái dòng gỗ to các bác ạ. Thì các bác có thể nghiên cứu với cái sản phẩm sập thờ Tứ Linh này của em nhá. Đấy, các bác có câu hỏi nào cũng như là cần em Linh tư vấn thì có thể comment ở phía dưới hoặc có thể liên hệ trực tiếp với em. Thì em xin cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.